giao lưu nghệ thuật quốc tế chào mừng 56 năm thành lập ASEAN và 78 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp Đại sứ quán các nước ASEAN tổ chức tối 30 tháng 8 tại Hà Nội. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa thường niên được các nước ASEAN và bạn bè quốc tế mong đợi. Với mong muốn tôn vinh sắc màu văn hóa, vẻ đẹp đất nước, con người, lịch sử quốc gia, trình diễn trang phục truyền thống ASEAN là điểm nhấn của chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế năm nay, với sự góp mặt của những người mẫu đặc biệt là lưu học sinh và cán bộ đại sứ quán các nước ASEAN. Qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, gắn kết mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng ASEAN. Lần thứ hai em đã tham gia chương trình biểu diễn trang phục truyền thống của Campuchia. Trang phục của em là trang phục của phụ nữ tại thời điện Lung Vai. Và em cảm thấy rất là vui mừng được cảm nhận về văn hóa truyền thống của cả nước khác trong ASEAN. Xong và học tập tại đây, em đã được ở đây hơn 3 năm rồi ạ. Em cảm thấy ở đây giống người ngôi nhà thứ hai của em mà em rất thích. Con người ở Hà Nội rất thân thiện. Tối nay, tôi rất vinh dự khi được trình diễn trang phục truyền thống của đất nước Đông Timor yêu dấu. Đến với chương trình giao lưu văn hóa, tôi mong muốn bạn bè các nước ASEAN hiểu hơn nét đẹp và ý nghĩa của những trang phục và điệu nhảy truyền thống của người dân Đông Timor. Tôi rất hạnh phúc khi tham gia biểu diễn cùng những người Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN. Đây thực sự là hoạt động giao lưu văn hóa rất ý nghĩa với tôi. Em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi mình được tham gia chương trình này. Thông qua chương trình này thì em rất muốn là được lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam đến tất cả các bạn bè các nước trên thế giới nói chung và trong khu vực ASEAN nói riêng. Không chỉ đặc sắc với màn trình diễn trang phục truyền thống, chương trình giao lưu nghệ thuật còn mang đến những lời ca, tiếng hát, điệu múa được dàn dựng công phu do các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội và các nghệ sĩ không chuyên đến từ Đại sứ quán các nước ASEAN biểu diễn, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước cộng đồng ASEAN, hiểu biết sâu sắc hơn về nhau, cùng nhau nỗ lực xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và phát triển. Việt Nam là một đất nước hòa bình và yêu chuộng hòa bình. Và đối với Hà Nội, riêng với Hà Nội thì chúng ta là thủ đô và được UNESCO công nhận chúng ta là cái thành phố vì hòa bình. Giao lưu văn hóa ngày hôm nay nó cũng thể hiện được các cái dân tộc, các cái quốc gia và các cái nước đại diện cho ASEAN đã tham gia vào các cái chương trình thể hiện các cái nét văn hóa dân tộc. Và đấy cũng là cái tương đồng, nó gần gũi và cái văn hóa sẽ làm gắn kết của chúng ta ngày càng nhiều hơn trong các cái lĩnh vực. Với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội luôn cố gắng đổi mới và làm phong phú hơn các hoạt động hòa bình hữu nghị, giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện các nước vì một cộng đồng ASEAN hùng cường, đoàn kết, phát triển bền vững.